Nếu anh em có nhu cầu mua robot, hãy ghé ngay robotviet.com, nơi bán robot giá rẻ, an toàn, uy tín. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Block Root cho mọi người. Thì được rồi, mọi người thấy trên người mình là cái gì? Là cái tộc quỷ. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì với cái tộc quỷ này? Thì được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với cái gọi là cái hành trình đi bơi săn bao ti của mình. Thì hôm nay đồng hành cùng mình sẽ cũng như cũ thôi. Thì mấy bạn mình sẽ cố gắng dùng một cái gọi là nói bạn bảo là combo gọi spam với combo gì. Ủa chứ giờ tôi xài cái điểm kiếm với cái điểm chát quỷ, mấy bạn không chịu combo không lẽ giờ tôi gọi là nói nó là sao đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục dùng đó là cái Phật tổ kết hợp với điểm kiếm. Và chúng ta sẽ học là sẽ là tộc quỷ V4 full bánh răng nhé mọi người. Và cái tộc hôm nay mình chọn sẽ là tộc quỷ, còn kiếm là cây song kiếm màu đen. Còn trái quỷ sẽ là trái Phật tổ. Còn điểm thì đương nhiên rồi, mình sẽ tăng điểm kiếm. Thì trước khi vào gọi là đi săn á, thì mình sẽ đi gọi là đi quay một cái trái quỷ. Thì mình sẽ cố gắng farm lên một săn lên 100k belly. Ôi, còn 12 phút nữa, giờ là 100k điểm bounty. Rồi bây giờ săn đó thì mình sẽ gọi là mình sẽ đi ra server thường ha. Thì mình sẽ cố gắng săn bằng cái combo này lên 10m bounty luôn chẳng hạn. Mà lý do tại sao mấy bạn hỏi là thì mình là một người già, mình trong rất là nhiều video rồi, mình đã nói là mình già, mình không có hay. Mình sử dụng cái combo này là chuyện bình thường đó mọi người. Mấy bạn đừng có thắc tại sao mình dùng cái này thì mình già thì mình dùng cái này thôi. Thì được rồi, mình sẽ vừa đánh mà vừa bình luận luôn ha. Vừa đánh mà vừa bình luận luôn. Thì cái tộc quỷ này á, theo như mình được biết á, thì nó sẽ có hai tác dụng. Một tác dụng đầu tiên á, là sẽ làm cho đối phương làm chậm. Và cái thứ hai á, là sẽ gây đam cho đối thủ nha mọi người. Lướt á, nó sẽ gây đam cho đối thủ. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi săn ha. Mình sẽ đi săn multi. Coi có ai không. Mình thấy đang có những người bạn đang làm gì ở đây. Không thấy, chả thấy ai đánh nhau hết mọi người ạ. Chả thấy ai đánh nhau đó luôn. Thì được rồi, một trong những gọi là cái đi săn multi ấy sẽ rất là cực luôn mọi người ạ. Thì mình nghĩ là mình sẽ cố gắng mình cắt lượt bớt cái khúc nào mà đánh nhau và mình sẽ bình luận thôi, còn không đánh nhau thì mình sẽ không bình luận ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm người để mình đánh nè. Ở ngoài này mình nghe có tiếng đàn guitar. Mình nghĩ chắc là sẽ có kèo đánh nhau đây. Đúng rồi, kèo đánh nhau đây rồi. Kèo đánh nhau mọi người ơi. Đó, kèo đánh nhau trái tuyết rất là nhiều thứ luôn. Mình nghĩ chắc là có bounty cao trong đây. Mình bị đau lắm. Bị hội đồng rồi. Không được. Né mọi người ạ. Bị hội đồng rồi. Té. Hội đồng. Từ người thôi, hội đồng mà tôi không chơi nhá. Cái này không phải để hội đồng. Hội đồng thì mình té. Mấy bạn đó đánh nhau đi, đúng rồi. Mấy bạn đánh nhau đi rồi mình vô cái bắt gì mấy bạn hội đồng mình đúng không? Bạn đánh nhau đi rồi mình vô chứ bắt gì mấy bạn hội đồng mình đúng không? Ai mình tắt nè, mình bật tộc lên nè. Đó, mình bật tộc lên là nó khác bọt liền mọi người. Mình bật tộc lên cái là mình khác bọt liền mọi người. Mình làm hết luôn nha mọi người coi nè. Bật V4 mình lên mình làm hết luôn nè. Vô đây. Hút chúng tôi à. Mình bật tộc lên là mình làm hết. Không có chạy được đâu. Bật tộc lên là mình làm hết.
Tôi sợ bám. Thọc đây làm hết liền. Chạy ơi. Chạy đi thôi, chúng ta đi kiếm người khác. Chạy rồi thì thôi, mình đi kiếm người khác mọi người ạ. Mình bật thọc lên cái là gọi là mọi chuyện là giải quyết xong liền thôi mà. Đó, rồi thấy gọi là có cái tộc V4, hiện tại cái tộc V4 ở server thường nó bá lắm mọi người ạ. Cái tộc V4 ở server thường nó bá lắm. Ai muốn chơi nữa không? Bu vô đây, bá vô đây mình nút. Bá vô đây mình nút. Rồi chạy ơi. Nói chung thì mình gà thì mình phải sử dụng cái combo spam là chuyện bình thường mà mọi người. Chứ mọi người đừng có thắc mắc tại sao mình lại làm như vậy. Mình đâu nói mình pro đâu. Mình đâu nói mình pro đâu mọi người. Chạy ơi. Chạy nhanh đây. À, quay lại chơi, quay lại chơi à. Quay lại chơi. 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 Quay lại chơi, quay lại chơi, mười cao tay. Quay lại chơi. Quay lại chơi. À, cái này tắt bê bê rồi. Quay lại chơi. Đó, mọi người có thấy thấy cái tộc thiên cái tộc này nó bơi bơi như thế nào? Hôm nay mọi người à. thằng xa đâu đó, nó vô server của mình, nó 37 bao tim bên hải quân mọi người à. Hy anh tạch hả? Vậy anh đang mọi mình là đang mình đang săn bao ti thôi. Đâu có ai đánh mình đâu, mình xong bao ti mà. Trời ơi, mình vô mình làm nhẹ được tí bao ti. Vô làm nhẹ được tí bao ti hết người đánh rồi mọi người à. Đó, mọi người thấy cái gọi là cái bời bời cái xăng bao ti của cái trái này đó. Cái xăng bao ti của cái tộc này solo với em không? Anh dùng hu mình. Anh dùng hu mình mà. Anh dùng Phật tổ dám chơi luôn. Anh dùng Phật tổ dám đánh không? Anh dùng Phật tổ mà nó rủ mình bê bê mọi người à, sao đâu nảy gan dám rủ mình bê bê luôn kìa. Ra đây hết thì ra đây chiều ngon vô lại có bao ti free nữa rồi mọi người à. Thằng sao đâu này nó lại gạ kèo mình à, bê 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 bao ti free rồi lại nó lại muốn cho tôi bao ti rồi mọi người à. Xuống này đi, xuống này đi, xuống này đi, xuống này. Ngang thì chứ không hiểu tại sao nó lại rủ mình bơi bơi cái kèo này luôn á, không hiểu sao nó lại rủ cái bơi bơi cái kèo này luôn á. Bị gì à? Ổn nhỉ em ổn không nhỉ, em ổn không nhỉ, sao nào em ổn vậy, sao đâu. Ủa lụm kèn lụm bao ti tiếp đây, ra 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 đây, bây giờ mình bật được tộc quỷ lên luôn rồi nè, mình bật tộc quỷ lên trời. Ủa chưa bật được tộc quỷ mọi người à, chưa bật được tộc quỷ à, anh đi đổi điểm rồi. Mình đi đánh nhà con quái, mình bật tộc quỷ lên cái, mình đi đánh nhà con quái, bật tộc quỷ lên cái, mình đi đánh nhà con quái, mình bật tộc quỷ lên cái mọi người. Ờ à, tụt nhanh quá thôi nô cái gì nữa hả, nướng nữa thì ra đây, ra đây em. Trời ơi anh chiều em mà. Em muốn gì? Không có, gọi là cái này là nó mấy bạn thấy mình á, mấy bạn kêu mình tô xích, mấy bạn gặp bao tay hình, mấy bạn gặp mấy trái hôn mình đánh nhau hoài vậy nữa không, nữa nữa không. Nữa không, ra đây, ra đây mình tiếp chiêu tiếp nè, tiếp đúng không? Ok. Anh ấy là anh tập cá anh trâu mọi người à, anh ấy anh tập cá anh trâu à, anh hút mình vô trong đây làm cái gì, hút vô đây làm cái gì, nó có tác dụng gì không, hút vô đây làm cái gì, có tác dụng gì không mà hút vô đây à. Anh dùng cái cửa đợt anh ao cờ nay mình, nhưng mà thiệt sự là cái này thì không có được đâu sao đâu à, nó chém kinh lắm em ơi, nó chém kinh lắm,
Nó chém kinh lắm, em đừng ủi vào người anh. Em đừng ủi vào người anh em chết đó. Em chết đó. Tự nhiên mình đi sao poti có nó ra này nó có nạp poti cho mình mọi người à, để mình làm vài con quái chấp thôi à. Ok chấp thì chấp, để mình làm mình khiêu con quái cái, để mình lật tộc quỷ lên cái đã. Hai Rồi, bật tộc lên rồi. Rồi, chạy đằng trời, chạy lên chùa luôn, chạy lên chùa. À, te le đồ hết. Te le đồ. Nè, nè, tôi lướt quen cái chết nè. Rồi. Gọi là chạy lên trời đó, chạy lên mà gọi là chạy lên trời mọi người à, chạy mà là chạy lên trời. Thôi nha, anh đi nha. Thôi anh đi nha. À nó vẫn muốn đánh tiếp mọi người à, nó vẫn muốn đánh tiếp để mình đánh cho nó một trận nữa. Nó không thấy mình đang bật tộc lên hay sao ta? Sao nào nãy ổn không vậy? Mình đang mở tộc V4 lên luôn á. Ổn không vậy em trai? Em trai ổn không vậy em trai? Em trai. Đã mình đang đi săn multi rồi, đừng có ghẹo mình. Thôi để chắc là mình sẽ đi lết, mình sẽ lết qua server khác. Mình sẽ lết qua server khác. À, ngoài này hình như người đang đánh nhau. Nghe tiếng. Rồi không có à, đây kèo. À này là chung khoe rồi, không phải kèo mọi người ơi. Sổi thôi. Anh à, anh đi server khác đây. Anh đi server khác đi. Hết rồi, gọi là hết hết người để đánh nha, hết người để săn OT rồi. Mình phải lết qua server khác thôi mọi người ạ. À. Sao đâu vô nó làm nhẹ cho mình được tí bao ti. Mình nghĩ chắc là mình cũng lên gần lên được 316 rồi đó. Khoảng nhai mạng nữa là mình lên được 316 rồi, 317 rồi đó. Mình sẽ cố gắng mình farm lên 317 nha mọi người. Mình sẽ cố gắng mình farm lên 317. Farm cái gì, đi săn OT mà gọi cho gọi là đi farm. Cái này quen mờm mọi người ạ. À. Đi đánh người ta mà mình kêu mình đi farm, xin lỗi. Đi săn OT mà mình kêu đi farm. Bậy rồi, nói vậy là mấy bạn chửi mình chết, Rồi. Chúng ta sẽ đến với cái server tiếp theo. Hướng tới 3M7 bao ti nè. À, mới vô là nghe tiếng đánh nhau rồi. Kèo nữa, trái báo đồ. Đánh nhau đúng rồi, chạy ra ngoài đi, phụ cho nè, chạy ra đây. Chạy ra nhanh lên, chạy đây nè. Các bạn kia chạy đây, các bạn gì đó, chạy ra ngoài đi. Không cho báo nó quýnh mày chết á. Trong góc hẹp cho báo nó quýnh mày chết đó. Ra ngoài đi bạn, đúng rồi. Ra ngoài đi mình phụ cho đúng rồi. Mày chết chứ sao rồi báo à. Mày đã bị tao dụ rồi báo à. Thằng báo đời đó rồi. Đừng có chạy, đừng có sợ, mình phụ bạn nè. Đừng có sợ. Mày kia sợ rồi mọi người, mày kia chạy rồi. Qua mình phụ bằng nó mới được. Ra đây, ra ngoài nè. Đúng rồi, ra ngoài nè. Đi ra ngoài nè bạn ơi. Chạy ra ngoài đi, đánh nhau nè. Trời ơi. Ra đây, trái báo ra đây. Mời trái báo luôn á, ra đây trái báo. Ra đây. Ra đây, mình thương bạn lắm nè. Mẹ nói bạn cũng sờ ba, mày tôi cũng sờ ba nè. Ra đây tôi bạn chơi. Ok, lết cái người bạn ra đây. Bạn ra đây. Báo đời. Ra đây báo đời. Ra đây mời. Mời bạn báo đời ra đây. Ra đây đúng rồi, ra đây. Bước ra ngoài nè. Bạn chạy đi đâu, tôi không có ngán cái báo đời đâu. Tôi không có ngán cái trái báo đời của bạn đâu. Bạn chạy lên quận với tôi. Bạn chạy lên quận nha. Rồi. Tôi cho bạn chạy lên quận luôn. Ê, bấm lộn tắt. Tôi cho bạn chạy lên quận. Chạy lên quận á, báo đời à.
chạy lên quận, chạy mà là chạy lên quận á bạn ơi, bạn chạy lên quận. Chạy lên quận nha. Ui bạn này chạy nhanh ghê mọi người ạ. Ồ đúng rồi, bạn này đang tập thỏ, thỏ. Bây giờ bạn hết tập rồi thì bạn làm cái gì? Bạn hết tập rồi thì bạn đứng ở lại. Mà đứng lại bình thường bạn nè. Bạn đứng lại bình thường bạn nè. Đứng lại, bạn chạy đi đâu? Ha, chạy rồi hả? Chạy rồi hả? Rồi, để tôi gồng hắt tỉnh lên. Chạy hả? Bạn chạy lên quận với tôi. Cái báo đời rồi, lại đây. Chạy dữ vậy, chạy dữ vậy báo đời, lại đây nè. Tôi nghe nói bạn tộc V4 chạy rất là nhanh đúng không? Tôi cũng V4 nè bạn ơi. Tôi có V4 nè. Ở đây, đây tôi với bạn đánh nhau nè. Đừng chạy nữa, mệt lắm rồi. Đúng rồi, chạy đi cho nó nhanh bạn. Bạn reset đi, chứ để tôi dí bạn hoài cũng hơi cực tôi, cũng tội tôi á. Gì vậy? Bạn này bạn chung phe với mình mà. Trời ơi, bạn chạy đi đâu? Tôi nói rồi bạn không chạy được đâu. Trời ơi, lại không còn ai để đánh nữa rồi mọi người ạ, à. Nhiều quá. Không có chạy được đâu, tôi quýnh là mấy bạn không có chạy đâu. Trời ơi, nhưng mà hình như hết người rồi, để mình đi kiếm đi, đi kiếm thêm mọi người ạ. À. Mình phải farm lên 4M bao ti mới được. Thì là 3M7 bao ti mới được, ít nhất là cũng phải 3M7 bao ti. Thằng này ha, thằng này ạ. À. À, này có 27 chạy thôi đi server khác thôi mọi người ơi. Rồi, tôi thấy tiếp tục là có kèo nữa mọi người ơi. Có kèo BBB rồi. Thấy là có một bạn đang chạy chạy giờ lờn quờn ngoài này nè. Chắc là cũng đang chờ tôi lại hốt xác bạn về di đồng đúng không? Thì tôi À, Phật tổ V1. Vô, tôi với bạn chơi nè, hai trái Phật tổ quýnh nhau là gọi là hợp lý rồi đó bạn ơi. Hai trái Phật tổ V1 quýnh. Ủa gì trời? À, đấy rồi, Phật tổ bay bay đồ ha. Bay đi đâu, bạn bay đi đâu, bạn lên quận mà bay. Lên quận, trời ơi. Đây, 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 có một người nữa, 2.400, 2.400. Lên quận bạn ơi, lên quận ơi, lên quận nè bạn ơi, lên quận nè. Trời ơi, bạn lại te le rồi. Sao vậy? Lại sủi rồi mọi người ạ. Không có ai chơi với mình đâu hết cả. Thôi, mình tiếp tục mình đi kiếm kiếm kèo bơi bơi mới được. Ra đen xa đâu. Không, không chơi. Tiếp tục đi À, mình làm mình random cái ra 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 đúng rồi ra đi ra đây mua chi đồ ha mua chi đồ ra đây hay nói mua chi hả bước ra đây mua chi thì bước ra đây bạn ơi ra đây tôi gọi là tôi chiều bạn. Rồi ơi mai chơi với mình ha chán quá mình đâm cái quỷ ha mình đâm cái băng luôn cùng
Đây ơi, đây ơi, chạy lên quận, chạy lên quận, chạy lại gần cái tộc quỷ đó, tự nó quýnh à. Tôi không cần quạt tộc luôn mà mọi người thấy chưa, tôi không cần quạt ấy lên luôn, nghe thấy chưa. Còn ai nữa không? Tôi không cần, tôi chỉ cần điểm kiếm với cái đây ra đây ra đây ra đây ra đây ra đây. Trời ơi không ai chơi tôi hết mọi người ơi. Thôi tiếp tục, chúng ta đi di chuyển tiếp thôi. Đúng rồi, bước ra đây. Rồi thôi không chơi rồi, thôi tiếp tục đi thôi mọi người ạ. Wow, Buda. Thôi đi đi server khác thì tìm người bơi bơi tiếp thôi mọi người ơi. Thấy chưa mọi người, thấy săn trăm 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 ca bao tiêu không phải đơn giản đâu. Săn trăm ca bao tiêu không phải đơn giản đâu mọi người ạ. Đi tiếp thôi. Tôi nghe có tiếng đánh nhau ngoài kia nữa mọi người à, lại có kèo rồi, lại có kèo rồi. Tiền dơi. À da, đừng chạy nữa, đừng chạy như vậy. Đừng có chạy nữa. Đánh nhau đi bạn ơi. Mình nè bạn ơi. Bạn ơi mình nè. Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi, đừng chạy nữa bạn ơi. Chạy đó bạn ơi, mình tới đích bạn rồi, bạn chạy hết được rồi, mình tới đích bạn rồi nè bạn ơi, bạn chạy lên đi, bạn chạy lên quận nha, bạn chạy lên quận nha. Bạn chạy lên quận. Bạn chạy lên quận bạn ơi. Chạy lên quận thôi, tôi cho bạn đáp xuống đó, bạn đáp xuống đi, bạn chơi với tôi chứ bạn chạy ghê quá, bạn chạy ghê quá. Đáp xuống đi bạn ơi, đáp xuống chưa, đáp xuống chưa, lại chơi với mình đi bạn ơi, đừng chạy nữa, mình rồi cực quá. Nói chung là combo này là nó vậy á mọi người ạ. Thôi tiếp tục có người xin nào xin. Trời ơi bà đó không quýnh mình mọi người ơi, buồn thế. Quýnh mình đi, mình xin tí bao ti nào. Quýnh tôi đi, không quýnh tôi quýnh đáng chịu nha, tôi lấy bao ti đó. Tôi quýnh tôi lấy bao ti đáng chịu. À đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi, tiền đây rồi, đừng để tiền rơi mọi người à, đừng để tiền rơi, đừng có để tiền rơi, trái báo à, trái báo này haki nhiều đó, haki nhiều đó. Haki nhiều đó. Đừng để tiền rơi.
Còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Lại tôi làm tí nữa coi. Đây đây có một bạn chạy cái thuyền nè. Không biết là có làm được bạn này luôn không á. Ấy da, chạy nhanh vậy. Từ 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 từ. Từ bạn ơi, chờ mình chứ. Chờ mình chứ. Đừng có chạy mà, tôi thương bạn lắm, bạn đứng lại đi, bạn chạy ở đâu? Đây 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 là trái mochi, trái mochi. Trái mochi đây rồi. Kèo quýnh nhau tiếp, kèo quýnh nhau tiếp. Ủa? Nó chết queo rồi. Sợ reset luôn mà. Gì vậy? Ủa alo? Còn ai không? Còn ai không? Còn ai quýnh nhau không? Chạy dữ vậy? À, một bạn có tộc V4. À, tộc V4 này là 24 Boti. Ra đây làm nhẹ không bạn? Hồi sủi rồi. Còn còn ai không? Cho tôi quýnh một hai mạng nữa đi. Trời, nãy giờ tôi làm cái clip 20 mấy phút rồi. Gì ghê vậy? Đấm gì ghê vậy? Ghê hả? Thấy ghê. Thấy ghê, 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 thấy ghê. Ây à, ây à, ây à, đào đó, đào đó, đào đó. Đào đó, đào đó, đào đó, được đó, 10 điểm đó. Tạo lốc xoáy đồ ha, tộc thỏ đồ ha. Chắc đây tôi không có tộc. Chắc đây tôi không có tộc. Đi. Không có nói nhiều. Đi. Đi chứ mày không có đi. Đi chứ mày không có đứng. Hai mươi mấy MOT đồ hả? Mày đi chứ không có đứng. 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 Chết rồi. Chạy đi đâu, không có được đâu, không có chạy đâu Diễm ơi. Ok, tập tập hỏi thì chạy đi, tập hỏi thì chạy ha, hết tập có thử có làm cái gì, hết tập có thử làm cái gì, cái gì đây vậy? Chạy đi, chạy rồi, chạy rồi. Đúng rồi, cái tộc này nó ghê thiệt, cái tộc nó bơi bơi kinh thiệt chứ. Vậy mà hồi nãy bạn là vậy mà hồi nãy bắt tôi chơi yếu mọi người à. 37 bao tay nè, 37 bao tay nè. What the... đứng gồng 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 làm hết mọi người à, làm hết gồng với tôi à, gồng ấy chữ thiệt, gồng gồng với tôi cho gồng tôi chém hư người hết. Đó, mọi người thấy combo xịn không? Quá là xịn luôn.
Còn ai không? Còn ai không? Làm tiếp rồi. Bạn này bên nào đây? Hải quân hải tặc. Hải quân hải tặc. Hải tặc hả? Hải tặc thì vô. Ủa, đồng đội. Đồng đội không chém được mọi người. Đồng đội. Đồng đội rồi. Thôi được rồi. À đây, đây. Chưa xong, vẫn còn kèo quýnh nhau. Bước ra ngoài anh trai. Ủa không đánh hả? Không đánh thì thôi. Thì rồi chắc là mình sẽ kết thúc cái video này, dùng cái tộc quỷ kết hợp với cái trái Phật tổ và điểm kiếm BB để săn lên 100 M bounty thì chắc cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Thì tổng thời gian thiệt hại thì mình tốn đâu đó khoảng hơn 25 phút nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã chút thời gian để xem clip mình nhé. Hẹn mọi người clip sau. Bye bye. Thì mấy bạn nói trước quên nữa, trước tiên thì mấy bạn thấy cái tộc quỷ này nó như thế nào? Mình thấy tộc quỷ này nó cũng khá là bá nha, nhưng mà được rồi, mình tiếp theo mình sẽ hướng đó là đến với cái tộc tộc thỏ, bảo là cái tộc thỏ rất là mạnh luôn, không biết mạnh thì mạnh chỗ nào để mình test thử cái tộc thỏ sao nhé mọi người. Mình sẽ up cái tộc thỏ full gear lên. Bye bye mọi người, hẹn mọi người những video sau nha.